hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một trong những con hàng bảo vệ cánh có mức lương thấp nhất là 5 nhưng đá cực hay. Đó chính là Lipetsky, cầu thủ có quốc tịch Séc. Chiều cao 1m80, cân nặng 83 g, thể hình to, chân thuận, trái 3 phải 5. 3 sao kỹ thuật. Chỉ số góc gồm sọc bóng, sút và tạt má ngoài. Hiện anh đang thi đấu câu lạc bộ Victoria Pilsen. Và ở mức thiện cộng 1 của mùa giải thường thì cầu thủ này có vị trí LP là 67, CB 67 và cũng là CB 67, một cầu thủ rất đa năng. Có thể đá LB, có thể đá CB, hậu vệ cánh trái hoặc cánh phải đều tốt. Với một chỉ số thấp này các bạn hoàn toàn thể ép lên mức thiện từ cộng 5 trở lên. Thì sẽ thấy được chỉ số của cầu thủ này. Là soi xem cộng 8 này như nào. Thì điểm mạnh ở vị trí hậu vệ cánh của anh chính là tăng tốc, tốc độ, thể lực, khả năng kèm người và tạt bóng cực tốt. Ngoài ra các kỹ năng giữ bóng, lấy bóng, chuyền ngắn đánh đầu, cắt bóng phản ứng tốt. Chúng ta sẽ review anh ở vị trí hậu vệ cánh trái. Đây là một cầu thủ mà có thể đá hai cánh đều như nhau. Vì vậy các bạn review cánh nào cũng được. Sai Lipetsky ở đá cánh nào cũng được. Hướng công 1, thủ 3. Không tham gia tấn công của đánh chặn thông thường. Thi đấu vị trí hậu vệ cánh hoặc trung vệ đều rất đa năng. Tuy không phải là một mẫu hậu vệ cánh hay trung vệ xuất sắc, nhưng Limbeski nổi bật ở yếu tố thể chất. Anh có được xem như là một gã khổng lồ giàu sức mạnh ở vị trí hậu vệ cánh. Đặc biệt điều nổi bật của anh chính là cái mức lương của mùa thẻ thường rất thấp, thấp nhất trong mức lương hiện tại đó là 5. Đây sẽ một sự lựa chọn chắc chắn và an toàn. Với chỉ số tương đối thấp, tuy nhiên trong in-game thì Limbeski làm được nhiều hơn so với chỉ số của mình. Có thể nói là một trong những hậu vệ cánh có giá trị sử dụng cao và cực ảo. Khi để Limbeski đá ở hậu vệ cánh thì chúng ta rất yên tâm bởi khả năng chắc chắn của anh. Một chiều cao 1m8 và một thể hình to, lý tưởng, nhìn rất đô con trên sân. Tốc độ cũng rơi vào dạng tương đối tốt và có khả năng đấm nhau với bất kỳ một tiền đạo nào. Ngoài ra kỹ năng sút và tạt má ngoài chắc chắn sẽ là một yếu tố lợi hại của Libeski khi mà những đường tạt cánh của cầu thủ này bóng đi rất xoáy và đẹp mắt. Tình huống rất nhanh để ngăn chặn bóc ba. Khi đi đập lên mức thiện cộng 5 thì anh có 4 sao kỹ thuật và là trong những hậu vệ cánh có kỹ thuật rất tốt. Có thể ví như Limbeski là một trong những mẫu hậu vệ cánh toàn diện nhất. Anh có yếu tố tốc độ, yếu tố thể lực, sức mạnh, lại có kỹ thuật. Năm nay là hơi già rồi. Sinh năm 1983 và đã bước sang độ tuổi bên kia sơn dốc của sự nghiệp.
Nhưng ở tuổi độ tuổi 36 mà vẫn thi đấu được ở vị trí hậu vệ cánh với khả năng công thủ toàn diện thì rất là hiếm, cực kỳ hiếm có trong bóng đá. Đây có thể được gọi là một động cơ vạn năng của Victoria, câu lạc bộ mà các bạn phải tra trên Google thì mới biết được. Tôi nhìn thì trong thế giới trò chơi điện tử, thế giới game thì điều gì cũng có thể xảy ra. Ta đang sử dụng anh ở một trong những cái trạng thái thi đấu thấp nhất, phong độ thấp nhất. Tình huống vào bóng rất sát. Chắc chắn là không thể trượt được rồi. Xa của Zara Icon phải gọi là như đại bác bắn. Đây là Libeski. Tình huống ngã rất đẹp. Tất nhiên là ở một mức lương thấp nhất thì chúng ta cũng không đòi hỏi ở Libeski quá nhiều. Vậy sự chắc chắn mà anh đạt được là hơn rất nhiều so với mức lương và chỉ số. Đấy là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những tem yêu thích sử dụng hàng công là những cầu thủ tấn công chất lượng. Vừa thể Totti hay Icon và vị trí hậu vệ cánh hoàn toàn đặt vào đôi chân của Limbeski. Trầu huống đùa giỡn nhưng khi mà Dô Béo va vào Limbeski đã bật ra 2 mét. Tốc độ cũng cực tốt luôn. Đang chuyển tương đối ấn tượng. Libeski có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Thế nó nói là một máy chạy rất đa năng. Rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội để chứng kiến một trong những hậu vệ có mức lương thấp nhất là năm thi đấu tròn vai như vậy.
Có thể chấm cho Limbeski ở vị trí hậu vệ cánh trái cánh phải, mức điểm là 9 trên 10. Đó chắc chắn là một sự lựa chọn rất tốt. Chào.